chúng ta sẽ đợi chờ trong trận đấu rộng rãi của vòng trong. Một cái lướt đến từ cùng cả và chúng được một mình đi làm thời điểm này, và một cái phích xuống cắt đôi đội hình đến từ đội hình của Oscar và một tiếng sổ vào sẽ có phân thời điểm này rồi, và Lina rất có thể sẽ bị mất phân, và Lina rất có thể sẽ bị mất phân. Một hit cuối cùng đến từ Lecro, và Lecro là người ăn được phân thời điểm này, và Lina đã chết. Bây giờ tiếng sổ lên và Thái Lan đang bị đuổi, và Medusa đang cố cản, và Medusa đang cố cản, nhưng có lẽ là một tình huống cản có lẽ không được. Vâng, Nakro đang muốn lấy cái mạng của anh chàng. Vâng, đó là một tình huống nằm xuống nữa, và double kill dành cho, và đó là double kill dành cho Omagi, và Oscar phải ở lại. Vâng, đây là một tình huống 2 đối 2, một cái ban nổ ra và là 2 đối 2. Và cái phút bước bên trên, và bên dưới này chẳng phải Divac tiếp tục ôm. Vâng, sau một tình huống gọi là trêu người đến từ đội của team 1, và Divac không chết, đây có lẽ thời điểm mà Divac không thể sống được. Vâng, chắc chắn phải làm xuống thời điểm này. Vâng, quốc minh thơ đầu. Vâng, đó là một tình huống ở mid, đó là một cái smoke đến từ Oscar cùng Omagi đang smoke ở mid. Và đây là tình huống stun đến từ Lina. Vâng, bật mana siêu lên, có người tên ra, thở ra là người tên ra cũng trợ ngày. Một cái mana siêu đến từ Medusa là cực kỳ cứng. Vâng, nhốt lại được Omagi, một ông chân ngắn và như vậy chạy chậm hơn Oscar, và như vậy là Omagi phải chết. Vâng, tên ra đến từ support để cover là cực kỳ tốt. Đó, vâng, bây giờ thì Kuka đang cố ăn cái bóng. Vâng, thở ra đứng bên cạnh. Vâng, cẩn thận Lina sẽ chết ngược, cẩn thận Lina sẽ chết ngược, và Kuka hoàn toàn quay trở lại. Vâng, muốn chơi thì chơi luôn. Vâng, giật xếp đập tức và lé được cái lượng đến từ Lina. Lina sẽ bắn chết được Kuka điều này. Vâng, Lina vẫn cắm được máu đến từ Kuka kia, và đó thì cũng cố dướn, cũng vẫn dướn và để giết được anh chàng Kuka. Vâng, như vậy là thở ra có đã hết mana rồi, vâng, không đủ mana và sẽ có cái phít xuôi để cản được. Vâng, Lina còn một hit và lùi về thành công. Vâng, đánh đúng một dòng và support nó không còn đánh con khác, nó không đánh co hay không đánh cái gì cả, nó chỉ đánh support rồi. Vâng, như vậy là tối ưu về support. Đó từ huống đạt lượng và phít xuôi chuẩn đến từ anh chàng Oscar và làm số như thế này. Vâng, Kuka có mặt để can thì có lẽ cũng không được, một tình huống can đến từ cái lượng là chuẩn rồi đấy. Rất tiếc là Oscar đóng cửa lại và lại tiếp tục nằm xuống. Vâng, băng trụ đến từ Oscar và có lẽ sẽ là tình huống băng trực tiếp. Vâng, quẹ chém cổng và Divac không dám dồn trụ. Vâng, đó từ huống đập chết được Kuka nữa, và đây là thời điểm Oscar tỏa sáng. Vâng, support tiếp tục đảo, và đây là tình huống mà Kuka sẽ gặp nhau cùng Oscar. Vâng, có sự có mặt đến từ Omagi đằng sau rồi. Vâng, chạy đi đầu, một tình huống phít xuôi đến Oscar. Vâng, có phít xuôi không, và Oscar đập e trước. Vâng, đủ mana để phít xuôi, nhưng anh đang chọn góc. Đó là một tình huống chặn không cho đi về cánh trái, một tình huống đặt nước của Kuka là chuẩn, và lại có mặt thờ đàn cũng có mặt luôn. Vâng, Lina có mặt luôn thời điểm này, và như vậy bị nhốt lại đến từ Oscar. Oscar chết rồi, và Oscar sẽ làm thời này, và Lina đang giật chết được anh chàng thờ đàn. Vâng, như vậy lại là người tóm được đít anh chàng Lina đang cào vào mông. Vâng, đang sờ mông Lina nhưng có lẽ không đủ đàn để giết. Tình huống lùi về thành công đến từ anh chàng Lina. Vâng, lùi về thành công, đằng sau Kuka của Medusa cũng có mặt, và Medusa cũng có mặt bên dưới là Lina liếu luôn. Đó là tình huống đích và lực chuẩn đến từ Kuka. Vâng, Kuka cần sẽ chết, Kuka sẽ chết trong tình huống này trong một pha lướt đến từ Lina. Lina quay trở lại và ăn mạng là rất hay. Bây giờ tình huống đang dướn lên, vâng, hai con coi không có cái gì để giữ người. Medusa cũng là X, vâng, không có vẻ cũng đang muốn đánh nhau. Tình huống đang muốn ôm vàng, và Kuka sổ vào và X anh chẳng phải bạch đại có thể ra xuống đến từ Oscar. Vâng, sổ vào đó tình huống đập lướt được hai người, và Nakolo nhảy vào đóng cọc vào đầu của anh chẳng phải bạch kia, có hộp đến từ bờ bạch rồi. Vâng, một tình huống mà Nakolo sẽ nằm. Vâng, bên cạnh đó còn một hit, và như vậy Bloodbath không chết, và anh chàng này mới là người làm lại. Đó là tình huống chết ngược đến từ đội hình của team 1, và không những thế, đó chính là Thoran cũng đã nằm xuống, một tình huống triple kill dành cho Lina. Này bị chậm trụ, thế là xuống từ cùng cả. Vâng, như vậy đã không có mặt trong điều này. Vâng, fish sure vào đầu của Lake. Vâng, Lake đang cố dưới bên trong, vâng, vẫn nhìn thấy sai đến từ anh chỗ kỳ. Vâng, đen người, vâng, không có đèn, và đây sẽ là tình huống solo và tắt luôn, và hồi máu và có đèn người rồi, và Lake sẽ một tình huống tắt ngược trở lại. Vâng, súng bị trụ đạp kìa, súng bị trụ đạp, và như vậy Omagi khá cứng thời điểm này và cũng chết được. Vâng, nhưng bây giờ anh đã bị lạc lõng trong trụ rồi, một tình huống mà có. Vâng, cho ngay quả đóng cọc vào đầu đến từ Nakro và Phạm. Vâng, Kuka tiếp tục đẩy cái nam bên dưới, đây sẽ là tình huống Kuka chất thay cho co rồi. Tình huống Kuka đi Phạm, Kuka bị gành thì các led của mình sẽ có cửa chống ra để mà Phạm. Có lẽ muốn tiếp của anh là hơi khó. Vâng, lùi về của anh, vâng, vẫn đang giữ cái đèn gần. Đây là tình huống đang muốn chim mồi. Vâng, Medusa có mặt để cứu cầu, Medusa có mặt rồi và cắt ulti luôn, quay ngược trở lại đến từ anh chàng Lake. Vâng, Omagi bị hoa đá ngay và Oscar bị vả chết luôn đến từ anh chàng Lake. Và đây là tình huống thường ngược. Vâng, một tình huống đá về đúng rồi, một tình huống đánh phải gọi là rất bình tĩnh đến từ Thoran. Vâng, hai sẽ nát, vâng, tình huống hai sẽ nát rất nhanh đấy. Vâng, bây giờ tình huống sổ vào, vâng, Medusa nó có cái gì mà nó hung hãn quá vậy. Vâng, x vào người của Oscar, vâng, đập vào và như vậy là x trượt và vẫn x trúng, và như vậy là tình huống nằm xuống Oscar. Medusa là gắn được mạng, Medusa là người ăn được mạng, và bây giờ Terada đến từ bên bách để cản được. Vâng, Terada cứu trợ rồi, một cái ulti thật đạn và cọc luôn vào người của Lina. Lina đếm số 60 giây và Lina bay bách luôn. Vâng, Lina bay bách luôn để né cái 60 giây. Vâng, thời điểm này bay bách được. Vâng, bây giờ tình huống lùi về. Vâng, Lina xuất hiện, Berlin có đến từ Lina rồi, một đội hình mà có lẽ Lina đánh theo đúng mắt cảnh. Vâng, chưa chết Nakro kìa, một lượng đam phép như thế nào trong beta nó không được to, mà đó là một tình huống nằm xuống trong tay của Divac. Vâng, Nakro vẫn chết, và sau khi đó thì Lina đang lùa ra ngoài. Medusa nó vẫn còn phun máu, Medusa nó vẫn còn phun máu và phun mana. Vâng, quay trở lại không, một tình huống quay ngược trở lại. Vâng, Lina Berlin té rồi, đang chơi trò vờn người, vâng, đang chơi trò vờn nhau cùng với một con Medusa.
Vâng, 383 mana và Sung đứng sau, Sung đứng rất xa để bắn, Melsa không thể làm gì được, Sung bắt đầu chạy. Vâng, như vậy là Naix lùa súng ra ngoài của Sung trên rồi, súng sẽ trên trong tay của Naix. Trong khi đó Melsa cũng đã nằm xuống, và bây giờ nhảy vào đến từ Angelina. Dina bị đá về nhưng mà thời gian đã nằm xuống. Và con băng lổ ra đang rất điên và một ông đá về một ông ích lại cũng không biết hai ông đánh kiểu gì đây. Và bây giờ rồi đang vào người Asger, Asger ngồi đang vào người của Naix, Naix đã chết được Dina luôn. Bây giờ đến nữa ăn crep kia, tại sao không phải là tắt vào người của Asger, và như vậy là cố ăn hai con crep sau đó chết. Tình huống đoán map thành công đến từ một con súng. Vâng, một tình huống giật ulti, giật ulti. Vâng, lướt đến từ cung kè và cắt tim của anh cha Lina. Vâng, như vậy là Dracolo vẫn chết rồi, nhưng mà Lina sẽ phải bỏ lại cái mạng của mình. Lina sẽ phải bỏ lại cái mạng của mình trong ulti của Thoran. Vâng, Thoran cũng đã phải nằm xuống rồi, súng còn đã ăn mạng nữa. Bây giờ tình huống lùi về và Medusa có mặt đó, tình huống giật vào người của anh cha Oscar, lướt chuẩn đến từ cung kè và Oscar nằm xuống. Ogmagi có mặt thay thế trong thời điểm này. Và bây giờ một tình huống nữa có người đã tăng lên, đó là một tình huống này đang sổ lên. Và ulti quay trở lại đến từ Melsa. Vâng, súng cùng với Ogmagi bị hóa đá rồi. Vâng, súng trên rồi, súng sẽ chết. Vâng, tele về của súng không kịp rồi. Cái lượng đến từ cung kè đã kéo lại và súng chắc chắn phải nằm xuống. Và một cái mạng nằm trong tay đến từ Melsa, đó là cái double kill dành cho Melsa điều này. Và một tình huống đặt lượng đến từ cung kè để cản không cho về đến từ Ogmagi. Vâng, một tình huống giơ tay dọa ma nhanh cũng đặt được. Đó, 8 máu ở phút thứ 17. Vâng, lượng máu nó cực kỳ trâu luôn. Cực kỳ trâu đến từ một con lại 17 và 18 máu. Vâng, Lina có 1.000 máu. Và đó là tình huống ăn trụ thành công. Ở VIP có tình huống sổ vào của Blizzback. Blizzback đang định làm cái double kill thành cho Blizzback thật. Và bây giờ là gặp nhau cùng Lina. Vâng, Blizzback ở trong beta này sẽ bị counter khá là mạnh bởi một cái CBS. Vâng, tôi nhìn nó thoáng có tình huống Dicolect đến từ cung ca để phải. Vâng, đang đánh hay cung ca lại Dicolect. Vâng, cung ca Dicolect để lại cho trận đấu một cái gì đó để cân fail à. Vâng, team 2 và team 1 đang là hơn cơ khá nhiều đấy. Vâng, tiếp tục là tan tiếp. Vâng, có Ezreal sạc và tan rất đau. Vâng, cẩn thận, một tình huống hết đèn người rồi. Lại thì hết đèn người, cố dướn với tôi này. Vâng, lại sẽ chết, chui crap, chui một crap và ulti. Vâng, chui crap, vẫn chui kịp không? Vâng, không chui được một crap. Một tình huống hết mana đến từ này thì phải. Một tình huống mà team 1 thua lại. Vâng, mất đi cung cà, và cung cà là TK bởi ai đó. Và thuyền thả vào người Lina rồi. Vâng, một tình huống bị Nicolette chứ không phải là quy đầu trong cây ở trong còn lát đánh online thì nó vẫn bị nít là chuyện bình thường. Vâng, như vậy là Melsa bắn chết được Nina thời điểm này. Vâng, Kunka có lẽ sẽ một tình huống bùng đồ. Vâng, Necro có mê cản. Vâng, ba con cò đến tình một vẫn có cửa để có thể chơi được. Vâng, táo Omagi về. Vâng, không, một tình huống Omagi vẫn đang cố dướn lại. Ích đạo Kunka vẫn đang có người DK cùng cản theo. Vâng, đó là một tình huống mà giết thành công support của đối phương. Vâng, Ossicker phải lùi ra ngoài rồi. Vâng, mất được một con Kunka một cái điều gì đó cũng khá bất lợi đấy. Một con Kunka là một con đánh theo đường mắc công. Vâng, ích tiếp. Vâng, đó là một sự đáng sợ đến từ con cả. Vâng, chết tiếp thời điểm này. Vâng, double kill. Vâng, Naix cũng đã xuất hiện. Oscar là người sổ vào. Vâng, sổ hơi sâu với Oscar. Bây giờ súng đang đứng bắn. Vâng, thuyền thả vào cung cà và đá Blizzback về. Vâng, như vậy có dàn đến từ Omagi rồi. Vâng, ulti đến từ Anjatan và dền. Vâng, đen người đến từ Naix. Và như vậy Blizzback rất trâu. Vâng, cái ulti đến từ Necro. Vâng, Blizzback không thể chết được thời điểm này. Medusa đang bị súng bắn bên ngoài kìa. Medusa đang bị súng bắn bên ngoài. Vâng, bên trong như vậy súng chết rồi. Vâng, cái ulti đến từ Oscar. Vâng, như vậy đập chết thời gian. Tiếp tục là đến được anh chàng Melsa, thời gian chết sẽ quay lại DK Kunka thời điểm này. Kunka mới là nhân vật chính và như vậy Oscar rất có thể sẽ nằm xuống. Oscar nằm xuống và Lecro đang ôm theo Naix chạy về và Naix xuất hiện. Vâng, Melsa bắn kìa. Melsa không dám đắn và như vậy thì muốn nằm xuống ngược trở lại đến Omagi đó. Thì muốn đổi mạng của Lecro cùng với Omagi. Vâng, quay ra đuổi ai? Đuổi súng sẽ dễ hơn là đuổi con Blackback. Một Blackback rất cứng thời điểm này. Vâng, như vậy Tele về đến từ súng luôn. Vâng, rất nhanh một tình đoàn. Và bây giờ thì muốn đặt nước của Kunka là mid rồi. Không thèm bật mana siêu luôn. Vâng, Lina của Oscar có mặt ở bên trong. Vâng, đó là tình huống gặp nhau cùng Naix. Vâng, đen người vào tắt Naix luôn. Và xin lỗi, tắt Oscar luôn. Oscar chết rồi. Oscar chết rồi. Vâng, lượng máu Oscar là không thể nào sống nổi trong một tình huống phong cụ đến từ Naix. Vâng, trong khi đó Melsa đang một mình cân tìm bên ngoài. Cắt ulti đến từ Melsa. Vâng, như vậy Omagi bị hoa đá. Vâng, Kunka bên ngoài. Vâng, như vậy Lina sẽ có bóng Kunka thả thuyền thành công. Omagi chết. Một tình huống combat có lẽ là thua tiếp đến từ team 2. Vâng, một cái thuyền đến từ Kunka đã đánh dấu sự chấm hết đến từ đội hình của team 1. À, xin lỗi, đội hình của team 2 trong thời điểm này. Một cái thuyền gọi là cực kỳ bá đạo để có thể cho hai con co của mình khỏe hơn rất nhiều. Vâng, Naix đang đuổi súng vào, súng đang đi vào cái ngõ cụt. Súng đang đi vào ngõ cụt. Vâng, dừng ở đây khá thừa. Và như vậy là Naix đang súng máu rất là nhiều. Bodyback đang quẩy được và súng bò của chạy lại người. Súng bò lại Bodyback. Bây giờ sẽ tìm huống sổ lên. Vâng, đá về đến sàn đàn. Vâng, Bodyback vẫn quẩy chết được Kunka không. Tiếp tục là vẩy lồng. Vâng, một tình huống slow vào. Còn Bodyback có quá cứng thế này. Vâng, Kunka không chết. Vẫn đó thì huống nằm xuống đến từ Bodyback rồi. Đến từ Medusa cùng Nacro là gần như là không thể phá vỡ. Vâng, ích được lại Oscar lại và lại nó đen người nó tát Oscar phải chết rồi, phốc ra ngoài đến ai đó. Và một tình huống thả ulti thành công đến từ Thoran. Vâng, Kunka combo chưa, hình như Kunka chưa combo. Vâng, Thoran bây giờ bắt đầu quay ra DK Kunka và Kunka chết con mẹ rồi. Một tình huống mà có vẻ như anh đang chậm tay hơn rất nhiều cho thời điểm vừa nãy.
và đó tình huống bắn chết được anh chảo một cái của Melosa và Lina đang móc lưng đằng sau và thời gian thì cũng chết rồi. Và bây giờ cái ulti và cái ulti của Necro không mất bao nhiêu máu cả. Vâng, Blackback đang cực kỳ trâu bò trong thời điểm này. Vâng, cái gì đây, cái tên này rất quen này các ông này, đó là LGD và FTT ZSMG. Vâng, ZSMG được quay trở lại trong Medusa, à không, đó không phải Medusa, đó là Lyx. Đó là Lyx chứ không phải Medusa. Vâng, một cái tên tuổi hàng đầu đến từ một con farmer của Trung Quốc. Vâng, một huyền thoại sống đến từ gọi là farmer của chúng ta. Vâng, đang quay trở lại, mọi người cầm Lyx trong trận đấu này. Hôm qua chúng ta được xem một trận đấu ra phép cầm Zubik, hôm nay chúng ta được xem một trận đấu của ZSMG cầm Lyx trong trận khó Singapore có. Vâng, trận đấu ở trong giải tour mình thấy nhiều rồi. Các nước của Đông Nam Á có đầy, Trung Quốc có luôn. Vâng, như vậy là gặp nhau cùng Oscar, đen người lên và tát. Vâng, bắt ngay vào đầu Oscar, Oscar chết luôn sau khoảng tầm 2 giây. Vâng, ZSMG tát rất đau. Vâng, thật sự một con Lyx nó vẫn là một cái bài toán khó ở trong bên tay hiện giờ. Không đánh được. Vâng, Necro đang sổ lên. Van Hook đến từ Necro, vâng, không hề xoắn bất cứ ai cả. Vâng, Lyx cũng là người sổ vào rồi, vâng, Invi đi vào. Như vậy tóm súng trước, vâng, Lyx chọn súng là hợp lý. Vâng, nó tóm, nó tát chết súng luôn. Và phốc, vâng, hai cái phốc liền, đó là hai cái phốc đến từ Omagi của súng để cách đi đội hình ra. Vâng, quay lại bắn nhau và cùng với lại anh chàng Lyx. Vâng, đằng sau với Black đang cách đi đội hình. Vâng, bốn người đang quay một người với Black mà không chết nổi một con Black kia. Vâng, Lyx chết rồi, vâng, như vậy ZSMG chết trong tay của súng đó. Thì có phốc cút trượt đến từ Lyx. Và Black bị chết trong cái ulti đến từ anh Necro. Nhưng mà Medusa cũng phải trả giá thời này. Đó là con bắt thua đến từ đội của team 1. Đó một con bắt thua, một con Black nó quá trâu đằng sau. Bốn người dồn đàn mà không chết được nổi con Black. Bây giờ một cái tần nữa thì là sẽ ôm chết anh Necro thời này. Ông Black phốc trượt rồi. Nhưng đây sẽ tình huống tướng nào. Vâng, spam lại, vâng, Lina mới là người trên lại. Cẩn thận, Lina mới là người trên lại. Vâng, đá Oscar về, đánh cover đến từ thời gian là tốt. Vâng, một tình huống tên này về thành công đến từ Necro. Bách người tuyệt vời, ông mặt trời đến từ đội. Và Oscar vẫn chưa có được blink. Và một cái smoke. Và đây là tình huống stun dọa ma đến từ Oscar. Và một cái smoke đến từ đội của team 2. Và đang đi, vẫn đang đi lòng vòng. Kunka đang đi sau đích của Lyx. Và một cái smoke và Oscar bị đáng ở trở về. Một cái ulti Estram đến từ Oscar luôn. Và có búc quẳng vào mặt. Và như vậy thời gian không chết phốc ra ngoài kịp thời. Một tình huống phốc phải vẫn cực kỳ nhạy cảm. Và súng đứng bắn đằng sau. Súng đứng bắn đằng sau như đó là off một cái nằm xuống rồi. Và thuyền vào Kunka. Đó là tình huống combo tuyệt vời đến từ thời gian. Vâng, thời gian DK Kunka và chúng ta thuyền vào. Vâng, Zidane đến từ Lyx cùng với Medusa nó hoàn toàn được cân được. Vâng, trồ lên rồi, không có gì phải được chờ đợi cả. Vâng, cãi thuyền và như vậy là Zidane là cực kỳ trâu. Vâng, Lina là đứng ở lại và stun được đôi người. Và giật chết Kunka ở lại và bắn thẳng vào mặt của Necro. Vâng, Lina cầm double dam đó và lượng dam khủng khiếp đến từ một con Lina. Và bắn chết luôn cả Kunka ở lại cùng với lại Necro. Vâng, trong khi đó Lyx vừa tắt chết được súng rồi. Vâng, đó sẽ là tình huống mà trồ lên đến từ Blackback. Vâng, Lyx chết rồi. Bị cái Heaven rơi vào đầu. Vâng, đó tình huống cầm tánh đến từ anh chàng Blackback. Vâng, lên đồ là quá chuẩn cho con tăng cơ. Và đó là một bàn thắng lợi dành cho team 2. Vâng, Oscar vẫn chưa lên blink. Quan trọng đó là cái blink đến giữa Oscar. Oscar vẫn vướng Medusa ôm theo Lyx để làm cái gì đây? Vâng, một tình huống Medusa ôm theo Lyx kìa. Vâng, Medusa đứng ngoài combat để bắn và ôm theo Lyx để làm của lợi gì? Đây sẽ là tình huống Medusa chim mồi. Medusa sẽ để cho đối phương ôm vào. Vâng, súng không dại gì đi chạm nhau cùng con Medusa. Vâng, súng chạy rất nhanh. Đó là một cái song kiếm mà sẽ là cái mặt bằng và nó sẽ trên trò slow đứng ngoài đến giữa súng. Vâng, đặt lên từ cả. Vâng, bờ đi bách sổ vào. Vâng, Lyx đầu, Lyx đầu đó, tình huống ulti đến từ anh Medusa, ulti đến Oscar và Oscar bay một luôn. Vâng, Lyx tóm được ai bên ngoài. Vâng, không thèm vào Oggy và Oggy chết rồi. Oggy sẽ chết thời điểm này. Vâng, một tình huống bùng máu đến từ Necro. Vâng, súng cũng là bắn ngoài bên ngoài rất đau và như vậy là cooldown được cái ulti đến từ Lyx kìa. Vâng, cooldown được ulti và đó là pha sấp đôi đến từ Kunka cùng Lyx. Vâng, Kunka xin lỗi Lyx chui đúng ngay ông ít máu nhất và như vậy là Necro. Vâng, xin lỗi là Medusa cũng là người làm xong luôn. Necro phải chạy về và đi làm cùng với lại súng đang bắn cực kỳ đau. Vâng, súng của Lina đang bắn cực kỳ đau và đó là cái gót lai dành cho con Lina. Một con Lina đánh theo đường lưu cơ ở trong map này cũng cực kỳ kinh khủng cựa. Bị đồ đàm đến từ Lina cùng với súng nó bắn rất tắt điện. Vâng, lượng đàm đến từ Hàn là cực kỳ kinh khủng. Vâng, nó tự hóa vào người của anh chàng người Bách. Vâng, Lina nó bắn Necro kìa. Vâng, Necro chết rất nhanh. Bây giờ tình huống sổ vào, vâng, bởi Bách dí chết được anh chàng đàn luôn. Ơ, lơ ngớ này với vị trường. Một tình huống mà có thể team 1 sẽ sấp trong thời điểm này. Vâng, team 1 có thể sẽ sấp thời điểm này. Và như vậy team 2 thành công với cái Mega đầu tiên rồi. Súng cuối xét xong kiếm mà sẽ là cái mặt bằng. Nó sẽ bắn cho Medusa không đi được luôn đấy. Vâng, đây là một lựa chọn cao tờ. Vâng, đó là cái CV rơi vào đầu của anh chàng Black. Vâng, CV rơi vào đầu rồi nhưng nó là cái mid. Đó là cái mid đến từ một tình huống 3 đá lửa đến từ Medusa. Bắn chết được hai người luôn. Đó là cái double kill dành cho Lyx. À không, đó là cái double kill dành cho Kunka. Vâng, một cái double kill dành cho Kunka. Và đây là tình huống lửa là Omagi cũng đang làm xuống. Và súng cùng Oscar phải lùi về. Vâng, thành cái chỗ bằng được cũng đang đợi người ra. Vâng, một thuyền vào vùng cà dọa vỡ này thì phá đám một cái tia đích cảnh cáo. Vâng, đó tiếng thả thuyền cảnh cáo đến từ vùng cà. Vâng, Roshan vẫn được ăn rồi. Vâng, súng bắn lại không xì nhề, súng bắn lại không xì nhề. Vâng, bây giờ ông cũng có mặt. Vâng, ăn Roshan bằng mọi giá, một bất chấp của mẹ luôn.
Và đó tình huống Medusa cầm hồi sinh. Vâng, đi về rồi. Bên thời điểm này phải đi về rồi. Thời điểm này phải đi về. Bunka hết con. Vâng, team 2 sẽ tình huống công nhà. Đó là thời điểm đang hơn 8 cạn tiền. Vâng, tiếp tục chiến với dí mọi người của anh chàng Bunka bị bắt luôn. Vâng, Bunka sẽ bị chết. Một tình huống phốc ra ngoài. Oan chip vào đầu Bunka luôn. Vâng, rất nhiều item được cao tầm con Bunka, nhưng Bunka rất trâu với khả năng đánh mid của mình. Một cái heaven boost vào đầu của Lex rồi. Vâng, không thể nào giết được một con Bunka nhồi đam cả team không ăn thua. Và đó là tình huống làm súng Omagi. Omagi sẽ chết. Thuyền thả vào đến từ vùng cả. Và bây giờ thì một Bunka vẫn đang bị nhồi đam kìa. Súng đứng ngoài bắn nhưng mà có vẻ là không được. Vâng, team thì quá đông ở hung hãn, Bunka phải làm xuống. Và đó là tình huống mất 3 mạng. Mất 3 mạng đến từ team 2. Vâng, súng của Mila không tham gia combat. Vâng, chạm được vào người của một con súng. Và bây giờ là một tiếng sổ vào. Fist sùa đến ấn cờ để cản không cho 3 thanh niên còn lại phi vào. Và Bunka có BKB. BKB của Bunka để cancel cái CVS đến từ anh chàng Lex. Và bây giờ phải đen người đuổi ra ngoài đến từ anh chàng Lex rồi. Và một tiếng có đen người. Vô Esker không? Vô Esker. Và như vậy Esker sẽ chết. Để lại được cancel nam đến từ Esker. Bunka không phải lòng. Vâng, súng đang bắn vào người của Lex. Vâng, bắn khá đầu. Chui vào người Melsa sau đó rời vào chiến trận. Vâng, một tình huống tè lẻ. Vâng, cắt ulti đến từ Melusa để lại đồng đội, để lại một con Lex. Lex tham trong tình huống này và Lex sẽ chết. Vâng, Lex sẽ chết. Vâng, anh định quay trở lại để ulti vào ai đó nhưng con Lex không được. Vâng, ulti vào người Melusa lấy cái gì mà ulti nữa. Đó tình huống để anh chàng Lex lại. Và đó tình huống tham mạng đến từ anh chàng Lex. Vâng, Lex tham mạng cũng chết. Vâng, bây giờ là dí theo vào Linh. Vâng, nó sẽ vào Linh. Vâng, Lina lên hờ. Lina lên hờ và 3k rưỡi máu đến từ một con Lina. Tình huống mà lên Blink và nhảy thẳng vào đội hình đối phương. Đó sẽ là tình huống hóa đá để thẳng đội đối phương là sẽ giết được chúng luôn. Vâng, Pipe được lên. Vâng, một trận đấu mà team 2 cũng phải cẩn thận. Vâng, một tình huống 5 phút vừa trở lại. Vâng, CVS rơi vào người của anh Bunka rồi. Phốc ra ngoài giúp cầm Bunka là cực kỳ khó. Vâng, đá ngược trở về. Vâng, có BKB bật lên để cancel quả đá. Và thời gian ulti trượt rồi. Vâng, CVS vâng xin lỗi là một cái heaven boost vào người của Lex. Lex chui vào con Crab. Và như vậy tình huống vâng, Crab sẽ mất trong điều này. Và rất có thể Bunka sẽ phải làm xuống. Bunka vâng không chết và súng đang cố bắn đốt Lex. Vâng, Lex chết rồi. Một cái lồng tạt rào như vậy là sao? Osiker đi đến nhưng Osiker không có Blink. Và một cái ulti vào người của anh chàng Bunka và có lẽ súng chết rồi. Súng chết Melusa vẫn còn và đó là tình huống bắn chết Divine đã có. Đó là một cái Divine game. Vâng, này thì game với chúng tôi lại một cái game đã có trong người của anh chàng Melusa. Vâng, hóa đá thành công kìa. Và bây giờ bắn vào người của Lina. Vâng, xin lỗi là Lina sẽ phải chết rồi. Lina sẽ phải chết rồi. Và đó là chip the kill đến từ anh chàng Necro. Vâng, tuyệt thế ảo kiếm có mặt ở thời điểm cuối game đánh dấu kết thúc của team 2. Vâng, một cái thần kiếm. Vâng, một pha gọi là ỷ thiên kiếm chăng. Chúng ta quên đẩy thông cái nam bên dưới và team 1 với Melusa muốn đẩy thông cái nam bên trên. Một cái divide đến Melusa nó sẽ phê đua cùng đối phương. Melusa sẽ là người phê nhanh hơn, tôi tin chắc là như vậy. Đó là con Melusa cầm divide. Vâng, Lina đang bắn nhà. Vâng, Necro vẫn có đang can không bỏ cái nam này rồi. Có lẽ là team 1 muốn lấy đổi lên Mega. Vâng, team 1 muốn đổi lên Mega. Vâng, bắn bây giờ mới xong cái trụ. Vâng, Melusa bắn hơi chậm không ạ. Vâng, Melusa bắn hơi chậm, Lina nó bắn nhanh như thế này cơ mà. Vâng, Lina bắn cực kỳ nhanh luôn. Vâng, ăn được một ba rách và phải Tera về. Vâng, phải giết ngược lại được. Phải giết ngược lại súng cùng Lina khi mà đồng đội đến từ hai thanh niên của team 2 đã về hết rồi. Vâng, súng Lina bắn gấp vậy. Vâng, như vậy là bắn chết được Tera Crow luôn. Vâng, đá súng về. Vâng, súng bị tóm thời điểm này. Một tình huống mà chạy rất nhanh nên súng quay ngược trở lại bắn. Vâng, vớ vẩn Melusa sẽ bị vờn chết thời điểm này. Vâng, Melusa sẽ bị vờn chết đấy. Vâng, mặt băng cùng với lại song kiếm kia, súng nó sẽ bắn chết Melusa luôn và không thể chạm được vào người con súng. Vâng, một cái lượng tốc đến từ Omagi. Vâng, sổ vào không ai cancel nhà và sẽ làm tình huống Mega Crab. Sẽ làm tình huống Melusa cầm thần kiếm gọi là đẹp Mega rồi. Vâng, bây giờ mới xuất hiện. Vâng, tiếp tục là bụng tốc lên. Một cái hack. Vâng, vớ vẩn mất Divine quả này là vỡ mồm cho sổ nè. Vâng, phốc lên để lé stun. Vâng, đó tình huống sổ vào Melusa bắn luôn. Vâng, bắn luôn và đó là cái Divine dành cho súng. Vâng, tuyệt đối. Vâng, cắm ở dưới đất kia. Vâng, Lex đang muốn vào dập kiếm. Vâng, Lex muốn vào dập kiếm nhưng có vẻ là không được. Và bây giờ tình huống tắt anh trả súng. Vâng, tắt chết súng để lại Melusa có mặt rồi. Trả kiếm cho Melusa. Vâng, kiếm kia với Melusa. Vâng, tình huống quay trở lại để lấy cái điên đồ kiếm của mình. Vâng, không lấy được và như vậy đang phải bắn nhau luôn. Không có đang bắn cây đéo gì đây. Và như vậy phải nhặt cái Divine lên. Và không ta gắt được vào cái kiếm. Vâng, quá lớn trận đấu này luôn. Vâng, một cái gọi Divine cắm ở đất nó không đem nhặt và Melusa không ta gắt được vào cái kiếm để mà nhặt đồ. Vâng, rất đau đầu. Đó là một chiến thắng dành cho team 2. Đó là một cái chiến thắng dành cho team 2. Vâng, Divine cắm ở đất và Melusa không nhặt được, không rút được thần kiếm lên. Vâng, anh vô duyên thần kiếm rồi. Vâng, thần kiếm cắm ở đất mà không rút được lên. Rất đáng buồn. Đó là một tình huống bài bách. Vâng, nếu như nhặt được Divine rất có thể sẽ cần được. Nhưng đó là tình huống bài bách đến cho Melusa. Trận đấu rất kết thúc tại đây. Và đó sẽ là chiến thắng dành cho team 2, một chiến thắng thuyết phục. Vâng, đó là chiến thắng thuyết phục dành cho đội hình của team 2. Vâng, Melusa không nhặt Divine. Đó là một thất bại rồi. Và chiến thắng dành cho team 2 đều hợp lý. Vâng, không còn Lex, không còn Melusa thì đánh cái gì nữa.
và cây khế sẽ bị hái.